Các bạn hãy nhìn đây. Chan 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 chan. Hơ, gây chưa? Đấy. Đau thế nha. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục khoe cơ bắp với các bạn. Tại vì á, lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn một cái video về cách giảm cân và sở hữu body 6 múi. Nhưng mà ngày hôm nay khác hoàn toàn lần trước. Lần trước là chúng ta làm mập, sau đó giảm cân xuống thành có một body 6 múi. Còn lần này là chúng ta đã có sẵn một cái body 6 múi rồi. Bây giờ chúng ta phải tập luyện sức mạnh để bắt đầu tham gia cuộc thi vòng tay các bạn à. Ok, cuộc thi này là dành cho những người nào mạnh về gọi là cơ tay nha các bạn. Đấy, vòng tay đó các bạn. Ok, bây giờ không nói nhiều nữa, vào luôn cho các bạn coi nha. Let's go. Alo, 1, 2, 3, 4, nghe rõ chưa? Ok, nghe rõ rồi đúng không? Rồi, đây chính là mình sau khi đã giảm cân xuống các bạn. Lúc đầu mình là 100kg, bây giờ là mình đã có body 6 múi rồi, các bạn thấy chưa? Ghê chưa? Đó. Rồi thì bây giờ á, mình phải tập luyện tiếp để mình có một cái sức mạnh thực sự là tuyệt vời, thực sự là mạnh nhất thế giới để mình tham gia cuộc thi vật tài nha các bạn. Rồi ok. Ờ, mà mình thật sự các bạn, mình không thích cái quần này tí nào. Mình là phải mặc cái quần màu hồng nam tính. Tại sao hả, gọi là mặc màu xanh này trời. Màu xanh này của lá chanh đúng không? Rồi ok, let's go. Đó, các bạn thấy không? Wow, ủi sập tường luôn. Các bạn thấy mình mạnh chưa? À, ủi sập tường được rồi, ok, ủi sập tường luôn. Ủa gì kìa? Sao không ủi được cái... Khoan, gì kìa ta? Ok, bây giờ lại, chắc có gì đó sai sai các bạn. Rồi, đây, các bạn thấy chưa? Mình, trời ơi, khi mà mình gọi là hạ tập luyện á, cơ thể của mình nó gọi là phát triển bự lên nữa các bạn. Cơ bắp của mình nó bự lên. Ơi đúng rồi, không được cái đụng. À, ăn chậm. Đấm ghê vậy. Ơi mà cái tường này nó ủi sập tường luôn ghê các bạn. Oh my god. Còn nhảy nữa chứ. Wow, các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Cơ bắp của mình nó đã bự lên hơn hồi nãy rất nhiều. Vậy là hai lần trước chúng ta giảm cân để gọi là có body 6 múi. Còn lần này là chúng ta gọi là tập luyện để có cơ bắp khủng để gọi là đi thi các bạn. Này các bạn nhìn mình bự kìa. Các bạn thấy chưa? Oh. Wow. Oh. Ôi nhìn cái thằng chậm nhỏ xíu à. Trời mình bự kìa bạn ơi, cơ bắp kìa. Oh. Wow, hip hop luôn. Ghê. Hip hop luôn các bạn. Ghê chưa? Mình không ngờ lại có hip hop. À ở đây mình có thể tăng sức mạnh và tăng cái tốc độ gì nữa các bạn ơi. Hero. Oh. Mình có thể gọi là chuyển qua người các bạn thấy body 6 múi chưa? Các bạn thấy chưa? Ngầu chưa? Rồi ok, let's go. Đấy. Đây, mình lấy mấy cái này để mình nói. À, ăn chậm nè, ăn chậm nè. Trời ơi, nó cản đường mình các bạn. Ăn chậm nó cản đường mình. Ủi cái này luôn nè. Ui, ủi được các bạn. Hồi nãy mình yếu quá, mình ủi không được. Bây giờ mình ủi được nè. Ủi luôn nè. Ui, mình... mình nhớ xíu vậy. Ok, à, khi mà mình gọi là phá được cái gì thì mình sẽ nhỏ lại đúng không? À. Mình không đủ khả năng để mình phá khi mà mình còn quá nhỏ. Này thì ăn chậm nè. Đây mình phải bự lên bạn ơi. Đó, mình phải cơ bắp lên. Đấy, body 6 múi không chưa có đủ, phải có cơ bắp nữa mới gọi là thắng được cuộc thi kia các bạn. Nói chung là các bạn phải có sức khỏe. Đó, mà làm sao có sức khỏe? Để tập thể dục. Mà làm sao khi tập thể dục rồi thì các bạn sẽ có một cái cơ thể rất là cường tráng. What cái gì vậy? Gồng tay với bà ngoại à. Bà ngoại Granny à. Oh my god, no. Phải thắng chứ. Oh my god. Ghê chưa? Thắng nào. Come on. Sức mạnh ghê chưa? Có tiền rồi bạn ơi. Để mình xem mình mua được cái gì không. Mình chưa mua được cái gì hết. Cay quá. Mình sẽ nâng cấp lên cú đấm. Ui, mình chưa kịp nâng cấp là bắt đầu vô nữa bạn ơi. Rồi ok. Ăn chậm. Ăn chậm nè. Cản đường anh nè. Ok, cái này cái gì đây? Cái này là cái bài tập thể dục giúp giảm cân các bạn. Nếu mà mình cứ tham gia cái bài tập thể dục đó thì thế nào mình cũng sẽ gọi là ốm đi. Chứ mình không có cơ bắp nha các bạn. Ok, mình không nên tham gia bài tập đó. Đây, các bạn nhìn nè. Đó, tham gia bài tập cái mình nhỏ đi không. Mình, cái này hôm nay là mình hôm nay là mình không có giảm cân nha các bạn. Hôm nay là mình phải tập có cơ bắp mà. Cho nên là bắt buộc phải như vậy. Để mình nâng cấp cái cú đấm mình lên. Rồi, nâng cấp cái này lên cái gì không biết luôn. Nâng cấp cú đấm đi, mình đấm cho tụi nó gọi là không trường phát lào luôn các bạn. Ok, không trượt phát lào nha em. Cản đường anh nè. Ok, cái cửa này mình ủi được. Ôi. Cái cửa đó đó là cái cửa thứ nhất. Nó làm bằng điện. Thứ hai là nó bằng sắt nữa. Cho nên là rất khó để phá bạn đó không. Đụng vô cái điện nó sạc sạc à. Vậy là khi nào mình bự thì là bự á. Mình mới có khả năng gọi là mình gọi là phá hủy được cái cửa đó. Ok, cản đường anh nè. Đi ra, cút cút ra. Cút cút ra.
Ok, rồi mình bự rồi, mình đâu rồi. À, bây giờ là mình tham gia. Oh my god, rồi. Vòng tay nè. Oh my god, anh da đen. Oh my god, cố lên nào, cố lên. Ui, anh da đen bự hơn mình. Come on, come on, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Come on, come on, come on, come on, come on. What, cái anh này anh bự mà anh còn mạnh nữa. Chịu không nổi rồi, ok, thôi làm lại, cố lên nào. Cái anh gọi là hả, anh da đen này mạnh quá các bạn ơi. Ok, rồi, bây giờ là mình cũng cố gắng lên nào. Come on, cố lên nào, trời ơi, đấm cái một nè. Đấm một cái nè, trời, wow. Xoáy mấy cái tường gọi là hả, bay luôn các bạn ơi. Oh my god, wow, mình, rồi, lần này mình, sức mạnh của mình hơi bị nhiều luôn, rồi. À, đổi người, à, ăn chậm mà đòi đánh. Gồng tay với anh hả, gồng tay nè. Cơ bắp đúng là quá đã. Ok các bạn ơi, thấy chưa? Rồi ok. Ui, mình cố lên nào. Lần này là các bạn nói với mình á là không phải nó lừa mình đâu đúng không? Mà do là mình xui thôi vậy. Ok, mình sẽ cố gắng mình may mắn một lần coi. Vừa mới vô may mắn luôn các bạn. Ok, vậy là hôm nay rõ ràng mình không có xui đúng không? Mình may mắn đúng không? Có cái nón xài cho đỡ buồn rồi đó. Ấy trời ơi. Ui, mình có cái ông gì nè mà mình lấy không được. Rồi cái nón rồi. Cái nón của anh đâu rồi? Oh my god. Tiếp tục nào. Anh là gọi là thổ dân đây. Đi ra chỗ khác chơi. Ok, mấy anh chậm này dám cản đường mình. Ơi, màu đỏ hả? À, rồi, hiểu rồi. Cái tường màu gì chúng ta sẽ dậm vô cái màu đó. Wow. Này thì anh tập luyện là để anh đi thi vật tay. Ok, khỏi. Ok, ủi được không? Oh my god. Rồi, ok, tiếp tục nào. Mình đang muốn... Ui, vàng à. Ui, tiền à. Oh my god, giàu như vậy. Ui, trời ơi, tiền. Vàng các bạn ơi. Oh my god, vàng kia sao không... Sao không lấy vàng về mà tự nhiên đấm vàng làm gì trời? Thanh niên bị gì vậy? Ok, ui, két sắt. Các bạn nhìn nó đấm lũng két sắt nè. Các bạn nhìn này nha, đấm được không, đấm được không? Vô, đấm đi. Ui, chạy, chạy, chạy. Ui, quá mạnh luôn các bạn thấy không? Mình nói đâu có sai đâu. Bởi vậy, tập lúc mà các bạn tập mập lên, các bạn giảm cân xuống, các bạn có body 6 múi giống như vậy. Đây là body hoàn chỉnh đẹp. Nhưng mà các bạn muốn tham gia cuộc thi nào về sức mạnh đó, các bạn phải tập luyện thêm. Thì lúc đó cơ bắp của bạn sẽ bự lên. Đó, thấy không? Cơ bắp bự lên thấy không? Đấy, chua. Đấy, cho nên là mình có thể tham gia được những cuộc thi các bạn. Chua, đi chỗ khác chơi. Vô. Rồi ok, mình phải né mấy cái tường nó ra để nguy hiểm cho mình. Wow, ok, wow. Đây là một cái tuyệt chiêu gọi là hạ quá ngầu và quá mạnh luôn các bạn. Wow. Woo. Ui, vũ điệu cồng chiên các bạn ơi. Vũ điệu cồng chiên kìa. Wow, có luôn các bạn. Quá dữ. Ok, rồi. Ui. Lần này mình có đoán, mình có chọn đúng nữa không? Các bạn thử nhìn cùng mình nha. Come on. Đúng hệt, lần trước mình xui thôi chứ không phải nó lừa mình. Lần này mình may mắn nè, mình mở ra được thêm cái nón nữa các bạn. Cái nón này mới đúng gọi là hạ cơ bắp luôn. Chiến binh. Ok. Ôi trời ơi, kiểu này thì thằng ăn chậm còn đường nào mà chạy nữa. Nâng cấp lên nè. Rồi, đội cái nón rồi. Ôi, 300 chiến binh Sparta. Ôi, cái nón này thì phải khỏi phải nói rồi các bạn ơi. Ok. Rồi, oh my god, cái máy này. Không được. Cái máy này nó sẽ làm giảm cơ bắp của mình xuống. Đấy, này thì ủi luôn cái cửa nè, đừng có đùa. Thấy chưa? Không được, cái máy này không được. Đấy, quay luôn. Lấm tiền. Wow, 2.8 rồi. Hay lắm bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào. Ô! Một cơ thể bằng vàng à? À không, mặc bộ đồ vàng nhưng mà nhìn rất đẹp các bạn. Come on, này thì ngu nè. Ngu người. Rồi ok, lầm mấy bên này, lầm. Ê! Oh my god, mình không nhảy qua, mình không dậm lên cái bàn dậm á, mình nhảy qua không được các bạn, cho nên là mình gớt xuống. À, anh đang chậm, làm gì em vậy? Ok, xin tiền hả? Nè, xin tiền đúng không? Rồi. Mình gặp mấy ăn chậm này mình ghét cực kỳ luôn, mà mình ghét cực kỳ mấy ăn chậm luôn nè. Ăn chậm nè, ở không nó sợ máu đông cho nên ở đi ăn chậm. Rồi ok, rồi ha, trận chiến này chắc chắn mình là người chiến thắng. Oh my god, Pepsi Man, cái này là Pepsi Man phải không bạn? Ok, nhìn cái màu như Pepsi nè. Oh my god, nhìn nó cũng cơ bắp đó, nhưng mà cơ bắp của mình hơn, thấy chưa?
Mình nói rồi, mình tập luyện để cho mình tham gia cuộc thi vật tay mà mình phải là người đàn ông mạnh nhất hành tinh. Đấy. Ok, pop pop rồi. Cú đấm của mình bây giờ là hả, nó hơi bị mạnh luôn mọi người. Rồi ok, tròn rồi kìa mình đó. Ok. Come on, puppet. Màu đỏ. Rồi alright. Tới đây. Tới đây nào. Đấm một đấm. Ok, làm gì nháo. Úi giời ơi. Màu xanh. Ok, không biết là lúc mình quay vậy á, cái tường đó nó có bị bể không ta, hay là nó mình sẽ bị đâm vô cái tường. Ok. Úi giời ơi. Yo, Gangnam Style. Còn nhảy Gangnam Style nữa bạn. Đối thủ của ta là ai? Người ngoài hành tinh các bạn. Đối thủ của mình là người ngoài hành tinh nha các bạn. Ok, người ngoài hành tinh hả? Trời ơi, yếu. Yếu quá trời quá đất luôn các bạn à. Sao yếu vậy trời? Ok. Vậy yếu quá thì nói chung là hai mình vượt qua cái một đấy. Đấm này. Chạy đâu con sâu. Rồi ok. Wow, tại sao không đổi cho mình cái quần màu hồng nam tính hả trời? Ok, đẩy mũi hả ta? Ok, mình bớt rồi mà. Rồi, đấm nè, đá nè, ôi trời trời. Cái này đấm mà bạn ơi, không có sử dụng đá. Đấm không à, tại vì cái sức mạnh của cơ bắp á, các bạn thấy cái tay của nó không? Cái tay của ông này bự hả, gấp mấy lần cái người mình luôn. Ok, cha. Rồi, ok, hồi nãy mình bỏ lỡ rồi cái chìa khóa. Pepsi Man, ô không. Coca Man, Coca Cola các bạn. Nhìn giống không? Màu đỏ, ok, màu đỏ BD à. Oh my god, mình không lấy được mấy người này mình bực ghê luôn á. Mình mà có cơ hội mình lấy được là mình lấy rồi các bạn ơi. Thôi kệ nó, lỡ rồi cái sự thật mình không lấy được, mình không hiểu tại sao nữa. Trong khi là mình là vượt qua rất là nhiều chướng ngại vật. Đấy, ok, mình sẽ không có chạy như cái này. Chạy như cái đó sẽ rất là hao sức lực. Đấy. Ok. À. Thôi bây giờ mình tha cho con chạy đi, tha cho. Oh! Các bạn ơi, bây giờ mình đã có thể lấy được cái thanh niên mặc màu đồ vàng hồi nãy rồi. Và đổi cái nó bằng vàng luôn, các bạn nhìn nè. Đói, đi ra chỗ khác. Đừng có thấy anh nhỏ hơn mà tưởng ai ăn hiếp được anh thì hơi khó đấy em à. Hơi khó đấy em à. Rồi ok. Đi chỗ khác luôn các bạn thấy không? Bây giờ cơ thể của mình hả hơi bị khủng. Mấy ăn chậm này không có tuổi luôn. Ok, tha cho nó đó. Xém tí là mình hả cho nó ăn đấm rồi. Ok, đi chỗ khác luôn. Rồi, oh my god. Yeah, ôi, look à. Wow, ghê chưa. Wow. Cái bộ đồ này với cái nón rất hợp với nhau đúng không? Rồi ok, các bạn bình tĩnh. Mình sẽ cho các bạn coi mình có thể thành Coca Man, Coca Cola Man đó bạn, mặc áo màu đỏ BD giống mình. Hook. Ok. Rồi, hook là các bạn, khỏi đội nón luôn. Ghê chưa, bây giờ là thành khổng lồ xanh nè. Đánh nhau cho giữ mang chân không nè các bạn không. Khổng lồ xanh đâu có mang dép đâu, đâu có mang dài đâu. Tại vì chân quá bự. Đấy. Ok rồi. Này thì ok, đi chỗ khác chơi. Đừng có thấy anh hiền mà tưởng anh dễ ăn hiếp. Anh là khổng lồ xanh đấy. Oh my god. Mình thành khổng lồ xanh rồi các bạn ơi. Quá dữ luôn. Ui. Rồi, khổng lồ xanh tham gia cuộc thi. Rồi, lần này ai mà... Ui. Anh da đen hồi lúc đầu ăn hiếp mình hồi nãy. À, tưởng ăn dễ hả? Lần này mình khổng lồ xanh mà. Nè, khổng lồ xanh nè, ăn được không? Ăn được không? Ý, làm gì ăn được nè, ăn được không? À, không ăn được. Yeah, khổng lồ xanh. Quá ngầu. Body sáu muối đấy các bạn. Ok. Rồi, bây giờ đi chỗ khác. Tưởng là ha, làm gì được anh. Ok. Bây giờ là mình bự rồi, mình không có ủi được cái này hả ta? Mình cho mình không ủi được cái đó, bực mình quá ta. Này thì. Ôi, mình được khổng lồ xanh mình mừng ghê bạn ơi. Quá ngầu. Này thì. Ok. Màu đỏ luôn. Rồi ok. Bây giờ là mình không có thể nào mà xoay được rồi. Rồi, nhanh lên nhau. 4 chấm mấy rồi? 4.0 đúng không? Nãy giờ 4.0 hơi nhiều đó. Ui, hip hop luôn. Anh khổng lồ xanh hip hop. Ok, sao mình cứ ngứa mũi cái rồi. Ngàn mũi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ up lên để cho nó mạnh lên các bạn ơi. Rồi ok. Yo. Ê cho các bạn không? Rõ ràng mình né nó rồi là mình tha cho nó đó mà nó còn đuổi theo mình, kiểu như là nó không sợ mình ấy. Ui. Các bạn không, cái bức tường đó. Ui, mình nhỏ hơn hẳn chậm nữa kìa. Mình nhỏ hơn hẳn chậm nữa. Nhưng mà không sao. Nhỏ thì nhỏ chứ mình vẫn mạnh các bạn ơi. Ok. Wow. Đi chỗ khác luôn. Lần này mình nhỏ rồi, không biết là mình có vượt qua được hết không nữa. Lần này người mình nhỏ bạn ơi, chắc vượt qua không được đâu. Ok, biết ngay mà. Người mình nhỏ hơn hồi nãy nè. Đấy, cơ bắp không có được nhiều. Wow, chuẩn bị đánh nhau nữa rồi. Ok, hết tiền rồi. Bây giờ mình coi. Đây mình màu vàng nè. Rồi cái này nè. Đấy, con comment nè, rồi hook nè. Rồi.
Let's go. Lần này là thi đấu, không biết thi đấu với ai đây. Thi đấu mặt tay tiếp tục các bạn ơi, mà không biết là thi đấu với ai nữa. Mình mong là sẽ thi đấu với đối thủ nào mà thực sự ngang cơ với mình á. Chứ mấy đối thủ nãy giờ yếu quá. Yếu quá, yếu luôn bạn ơi. Ok rồi, bây giờ qua đây. Ây chá, rồi thấy anh bước tới cuộc thi với hình dáng rất ngầu. Trời ơi, ăn trộm, mình nhắm mắt còn thắng nè. Yeah, nhắm mắt nè. Cha. Ok, ủa chưa thắng hả? Ok, vô, tới đây. Ủa, thanh niên ăn trộm này nhìn cũng trẻ trâu các bạn. Mặc cái áo tù nhân, mặc cái quần jean, mang đôi giày da, đội cái nón hip hop. Nhìn trẻ trâu chứ mặc cái bộ đồ gì á. Vô. Mạnh mà, mình phải thể hiện trong sức mạnh của mình. Wow, cái người gì đây? Oh my god, cái người này nhìn ghê các bạn. Mình sẽ lấy người này cho bạn coi. Ui, cái tên này á, cơ thể là vũ trụ rồi các bạn ơi. Các bạn thấy trong cơ thể của tên này không? Toàn là những ngôi sao này nọ thôi các bạn. Nhìn ghê thiệt luôn á. Đâu, để mình thử coi như thế nào. Wow, nhìn cơ thể cũng nhỏ các bạn, đâu có bự đâu. Ok, yeah. Ok, nhìn cũng nhỏ, không có bự lắm. Ui, bự lên kìa. Ui, tên này là ngôi sao. Ây da, bự thì bự, vẫn không vượt qua cái tường đó được. Cái tường nó quá ghê các bạn ơi. Thôi từ từ, mình bình tĩnh đi, mình phải tập trung cái đã. Ui, nhìn cái tên này ghê các bạn. Cái người toàn là hai vũ, cơ thể toàn là ngôi sao với gì đâu không à, vũ trụ mà. Rồi ok, đi nào, lụm xúc đó, vô. Ui, mình tưởng là phải đấm bay xa thì là xa kìa mới đã, nhưng mà thôi cỡ nó, cỡ vậy cũng được rồi. Vậy là coi bộ là cái cơ thể này coi bộ là cũng dữ đó, không biết là đi xa được không nữa. Xa được không? Ui, 4.3 luôn hả? 4.3 luôn đó rồi, thấy cơ thể không? Không có hình dạng rõ ràng. Ok, mà thôi kệ nó, vậy cũng được rồi. Wow, dữ thiệt. Tiếp tục nào, rồi ok, let's go. À, lần này là bonus vàng, lần này là cùi bắp thôi. Lần này không có gì gọi là ha, bình thường lắm. Úi giời ơi, hết hồn, tưởng gớt chứ. Wow, cơ thể như vậy là quá bự rồi bạn. Tại vì bự hơn nữa là sẽ không được. Sức chịu đựng con người có hạn mà. Rồi, đấm vỡ này luôn, sút này luôn. Rồi, lần này để xem coi đấm bao nhiêu ta. Đấm coi nè, vô nè. Yo. Ôi, 500 mấy luôn bạn ơi, tiền hơi bị nhiều. Ok, ui cộng quá trời tiền luôn bạn. Ô, tăng sức mạnh đấm cú đấm lên nè. Wow, mạnh rồi đó, anh mạnh rồi đó nha. Anh đấm cho em vỡ mồm. Ok, mình là thánh phòng tôm mà, đấm phát chết luôn. Đấy, nè, thánh phòng tôm nè. Ok, rồi qua tiếp. Bắt đầu khang tiếng rồi đó, bắt đầu tiếng nó khang rồi đó. Let's go. Rồi, xong lần này là sẽ chiến đấu cuộc thi nữa bạn ơi. Và đây là cuộc thi cuối cùng nha. Ok, qua được không? Ui, không được tới 4.6 kìa. À, buồn quá. Không sao. Lần này mình sẽ cho thanh niên này tham gia cuộc thi luôn. Đấy, chứ hồi nãy là hất tham gia cuộc thi rồi. Hất quá mạnh, không có đối thủ nào chịu được hết á. Không biết là thanh niên này tham gia cuộc thi sẽ như thế nào đây. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng để mình lấy cái này qua. Oh my god. Rồi, lần này là tham gia cuộc thi nha bạn, cuộc thi cuối cùng nha. Rồi, này thì đùi. Ôi, mình đấm lộn rồi, lộn mẹo bạn ơi. Ok, lắm. Rồi, ô, chưa tham gia cuộc thi à? Mình tưởng tham gia cuộc thi rồi chứ. Chưa bạn ơi. Lần này không biết có tới không ta, không tới được không? Không tới nổi các bạn ơi. Wow, càng lúc càng xa cho nên là không thể nào mà tới được. Lần này hình như là tham gia cuộc thi chưa. Rồi, lần này tham gia cuộc thi nào, mình sẽ nâng cấp sức mạnh lên, đấm cho nó phê. Rồi, ok, 1, 2, 3. Rồi, mình cố gắng mình lấy thật là nhiều nha. Đi ra chỗ khác, cái ăn chậm kia. Thấy mình hiền cái làm tới. Tưởng hiền hả? Anh không có hiền đâu. Ok, bây giờ tới luôn nè. Đây nè. Ôi lộn. Rồi, chuẩn bị tham gia cuộc thi nữa bạn ơi. Rồi, maximum sức mạnh rồi nha. Sức mạnh maximum rồi, không biết đối thủ là ai đây. Ồ, đối thủ cuối cùng mà là nữ à. Bèo thế chấp nửa đường. Đấy, chấp nửa đường luôn, chấp hết luôn. Rồi, come on. Trận này căng nha. Trận này căng á, gồng lên nào. Gồng sức mạnh lên nào. Yeah, gồng lên. Come on, rồi. Yếu rồi nè. Yeah, quá mạnh luôn các bạn ơi. Woo. Ôi, anh này là anh chơi bóng rổ mà. Ok, rồi. Oh my god, khoan từ, lần cuối thì mình phải mở ra được cái này. Mở được không? Ok, cái này không mở được các bạn ơi. Rồi, ok, không sao. Rồi, và vừa rồi là mình đã cho các bạn thấy được là mình đã tập luyện từ cơ thể 6 múi nhỏ nhắn trở thành một cơ thể cơ bắp 6 múi mà còn bự nữa các bạn. Quá ngầu luôn đây, khổng lồ xanh nè.
Colorman. Rồi đây là cái hình dạng của nhân vật này mình quen quen các bạn. Giống đâu rồi đó mình thấy rồi đó. Rồi ok, nói chung là cũng khá nhiều nhân vật. Và mình đã mở ra được đài. Nói chung là đây là khổng lồ xanh. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy hay đừng quên để cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cùng với xem bạn cảm ơn dưới góc. Để các bạn là fan chứ muốn hộ mình nha. Mình hết nói nổi bạn ơi. Rồi thôi hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.